mình là Tú, sinh năm 97. Mình vừa mới hoàn thành xong khóa Photoshop của Keyframe. Mình tên là Nguyễn Chí Thành, thì hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Em tên là Phúc, em năm nay 25 tuổi. Mình tên là Nguyễn Mai Anh, sinh năm 94, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Mình là Khánh Toàn, mình hiện đang làm ở FPT Play, mình làm bên content writer. Em là Tùng Vi ạ, 23 tuổi và cũng giống như các bạn trẻ ngoài kia thôi ạ. Xuất phát điểm của em thì không thuộc ngành mỹ thuật hay là thiết kế gì hết ạ, một bạn trẻ ngoài ngành ạ. Mình có một người bạn từng là học viên của bên mình, thì trong lúc mà mình có tìm hiểu thì mình có hỏi hỏi người bạn này, thì người bạn này có giới thiệu cho mình là trung tâm của mình là có dạy về Photoshop, về dựng phim này nọ, cho nên là mình đăng ký học thử. Đăng ký bên kiểu fan cái gói về UI UX design, cho nên là đây là một trong những môn mà em đăng ký em học. Em được bạn giới thiệu ạ, tại vì em muốn tham gia học nên là có tìm hiểu một tí thì bạn bè xung quanh giới thiệu học Keyframe ok ạ, nên em search rồi đăng ký ạ. Mình muốn đổi sang mảng khác và biết thêm nhiều thứ. Một phần á là nó cũng bổ trợ cho cái công việc hiện tại của mình á, thì hiện tại mình đang làm nhân viên văn phòng mà chủ yếu là về mảng sale, với lại đôi khi á là mình cũng có kinh doanh riêng nữa, cho nên là mình cũng phải cần biết một số cái về kỹ năng như Photoshop á, để tự quản lý được cái hình ảnh sản phẩm của mình á. Thường thường thì mình chuẩn bị đi kinh doanh online á, cho nên là cần để mà thiết kế một vài cái trang chỉnh sửa hình ảnh để đăng Facebook hoặc là đăng thông tin sản phẩm của mình trên các cái sàn thương mại điện tử á. Thời gian mà mình ở dịch ở nhà thì nó rất là stress, nó cũng tiêu cực nữa. Thay vì là mình kiểu ở nhà mình khó chịu hoài thì mình kiếm cái gì đó để mình học mà nó cũng giúp ích được cho mình sau này á, thì mình mới nghĩ tới là mình học Photoshop. Thứ nhất là nội dung bài học rõ ràng và nó có từng mục để mà mình đi từ 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 từ. Đối với những người mà chưa có kiến thức căn bản như mình đó, thì rất là dễ để mà follow theo những cái kiến thức đó. Còn về giảng viên thì ban đầu mình hơi lo lắng để học online á, nhưng mà nhờ có giảng viên nhiệt tình cho nên là những cái bài học nó cũng dễ hơn, dễ tiếp thu hơn. Ngoài những cái kiến thức mà thầy cho tụi mình học thì còn có những kiến thức liên quan tới xã hội và công việc nữa, cho nên mình đánh giá rất cao khóa học. Thì nội dung bài học á, thì mình thấy nó thực tế, có thể áp dụng vào cái nhu cầu của mình, nó không có đi nặng về lý thuyết mà giảng ở đâu rồi mình thực hành tại đó luôn, cho nên là rất là dễ hiểu. Về nội dung á thì từ một người mà có thể nói là không biết gì về Photoshop, gọi là về mấy cái thao tác cơ bản như là cắt ghép hay là về dùng Rust này nọ, là mình không biết gì hết, đến bây giờ mình có thể làm được một số cái gọi là vừa đủ để đáp ứng được cái nhu cầu của mình, nhưng mà là mình có thể xóa xóa phông tràng hình tràng ảnh ghép ảnh này nọ, cái mức ở cái mức cơ bản thì vẫn được ổn. Còn về thầy Cáo á, thì Cáo giảng dạy rất là nhiệt tình. Ngoài ra thì thầy có chia sẻ thêm một số cái kinh nghiệm riêng của thầy mà có thể nó không có nằm trong bài học, nhưng mà mình có thấy nó rất là bổ ích. Sau khóa học này thì em đã hiểu rõ về công cụ thì cũng khá là thích sau khi học xong. Về mặt giáo viên thì thầy dạy rất là dễ thương, nhiệt tình và có tâm, nên là cũng rất là ok ạ. Cái giáo trình của mặt cái frame chia ra thì nó rất là cặn kẽ, cụ thể, và nó cũng hợp với những cái người kiểu như mình là không biết gì hết. Sau một cái khóa tập thời gian cũng ngắn thì mình thấy mình học được cái khối lượng đồ sộ như vậy, thì cũng là một phần rất lớn là nhờ cái giáo trình nó được thiết kế rất là phù hợp dành cho đối tượng như mình. Còn về thầy thì mình học với thầy Cáo thì thầy rất là nhiệt tình, thầy cũng rất là tận tình và cũng rất là hóm hỉnh, nhiệt tình lắm luôn á. Tức là mình đầu tiên mình thấy một cái thầy mà dạy một tuần ba bữa không đủ rồi còn offer thêm là còn chỗ nào còn câu hỏi không thì sẽ mở thêm một những cái buổi khác trong tuần để mà chia sẻ, để mà giải đáp thắc mắc thêm. Thì đó là một cái rất là hay, mình cũng đánh giá rất là cao tinh thần của thầy. Mình có sử dụng thư viện bài giảng online nhiều lần để xem lại thôi, nhưng mà thiệt ra là thầy giảng cũng đã đủ hiểu rồi á, cái đó chỉ có ôn lại. Nhưng mà về thư viện online thì
cũng rất là gọn và kỹ để tụi mình có thể follow và xem lại. Em thấy thư viện tốt, giúp em có nhiều cái, nhiều khi em theo không kịp á, thì em coi lại thì nó có những cái tốt. Khoảng trong khoảng thời gian đang học á thì mình không có ghi nhớ được nhiều đâu. À, mình hình như là chắc cũng phải một tuần vào đó coi lại khoảng 2 đến 3 lần gì đấy. À, để coi lại cái bài đó hoặc là coi lại dụ, có một số cái chức năng mình không nhớ cái cách sử dụng như thế nào á. Thì mình vào đó mình tra cứu lại của cái ngày hôm đó, mình coi lại dùng như thế nào thế nào. Cũng rất là may là nhờ cái record phải dễ thì là mình mới theo kịp bài giảng, chứ không mình cũng chắc cũng nhưng mà những cái bài về sâu, những bài khó mà không có record lại thì chắc là khó lắm, vất vả lắm. Về cái không hài lòng thì mình thấy chưa, tại vì mình thấy nó giống như một lớp bình thường luôn á, và cũng rất là dễ cho mọi người để thảo luận và trao đổi, và thầy có thể để vô trực tiếp để mà chỉnh sửa bài, cho nên là mình hài lòng. Thật ra thì đây là cũng lần đầu tiên mà mình học online, và lúc trước thì mình cũng học trực tiếp. Thì ban đầu thì mình cũng có nhiều cái băn khoăn là không biết là khi mình học online thì mình có theo được kịp bài giảng hay không, rồi tương tác như thế nào. Nhưng mà khi mà mình học ở lớp này thì mình cảm thấy ổn. Nhất là trong cái thời buổi mà dịch Covid này thì mình không có thể học trực tiếp được, thì mọi hoạt động đều trực tuyến á, thì mình thấy cái hình thức này rất là hữu ích trong cái tình hình này. Với lại là thực ra đi học trực tuyến cũng trực quan, giáo viên giảng cũng mình cũng theo sát được. Đây chỉ là học online thôi, nhưng mà mình cảm thấy là mình tiếp thu được những cái kiến thức mà mình cần, và nó vừa đủ để cho mình có thể sử dụng được. Toàn thấy học này là một cái điểm thuận lợi đầu tiên là nó rất là tiện cho Toàn, tại vì Toàn biết cái KFM cũng không phải là mới đây, thì giống như là chị Toàn đã đi giới thiệu này từ cũng lâu lâu rồi, từ hồi trước dịch cơ. Nhưng mà lúc đó thì Toàn cũng chần chừ á, tại vì là KFM hình như là nằm bên Tân Bình phải không ta, mà Toàn làm quận 7 lần, mà lớp học thì mở rất là sớm. Thời điểm này thì có lớp học online thì nó cũng có cái hay, tại vì thứ nhất là về nhà xong rồi kịp ăn uống tắm rửa xong rồi lên học luôn, thì về mặt di chuyển thuận tiện tham gia lớp học thì nó rất là tiện lợi cho học viên. Tắm rửa nha, chắc là cỡ 9 rưỡi 10 điểm, mình cho 10 trên 10 nhé.